Chiến dịch gây quỹ của Trump hụt hơi giữa rắc rối tiền phạt. Khi Donald Trump đối mặt khủng hoảng tiền phạt vì thua kiện, chiến dịch gây quỹ của ông cũng không thể thu hút được nhiều nguồn tài trợ. Chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden tuần này tiếp tục khoe về những thắng lợi trong nỗ lực gây quỹ trước thềm bầu cử tháng 11. Nhóm của ông Biden ngày 20 tháng 3 thông báo họ có 71 triệu đô la Mỹ trong tài khoản tính tới cuối tháng 2, gấp hơn 2 lần so với số tiền 33,5 triệu đô la Mỹ của cựu tổng thống Donald Trump. Chỉ riêng trong tháng 2, chiến dịch của ông Biden huy động được 21,3 triệu đô la Mỹ và chi 6,3 triệu đô la Mỹ, trong khi của nhóm ông Trump thu về 10,9 triệu đô la Mỹ và chi 7,8 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách giữa hai bên đã được nới rộng từ cuối tháng 1, khi chiến dịch của ông Biden kết thúc thắng với 56 triệu đô la Mỹ trong tài khoản, còn ông Trump có khoảng 30 triệu đô la Mỹ trong tay. Thật đáng ngại, tất cả những gì tôi có thể nói là họ cần phải làm tốt hơn. Tôi vẫn tin ông ấy có thể giành chiến thắng nhưng họ phải giữ được thế cạnh tranh. Song điều đó không xuất hiện ngay lúc này, một chiến lược gia Đảng Cộng Hòa nói ngày 21 tháng 3. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, RNC, nơi điều phối nỗ lực gây quỹ của Đảng phục vụ chiến dịch tranh cử, gần đây thay đổi lãnh đạo khi Michael Watley, đồng minh của ông Trump, được bầu làm tân chủ tịch. Lara Trump, con dâu ông Trump, giữ ghế đồng chủ tịch. Ngay sau đó, RNC sa thải loạt nhân sự cấp cao. Tiền không quyết định tất cả, Song việc thiếu tiền mặt và sa thải nhân viên khiến nhiều cử tri lo sợ rằng các quỹ tranh cử của RNC sẽ được sử dụng để trả chi phí pháp lý cho các luật sư của ông Trump. Đắc Hai, chiến lược gia lâu năm Đảng Cộng hòa, nói. Chiến dịch tranh cử của ông Biden công kích cựu tổng thống bằng cách sử dụng câu bạn đã bị sa thải mà chính ông Trump thường dùng trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice trước đây để nhấn mạnh Trump đang thua trong cuộc đua gây quỹ. Nếu Donald Trump đưa ra những con số như vậy trên The Apprentice, ông ấy sẽ tự sa thải mình. Michael Taylor, giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói ngày 21 tháng 3. Ông ấy không huy động được tiền là do chương trình nghị sự cực đoan, độc hại về cấm phá thai, cắt giảm an sinh xã hội và thúc đẩy bạo lực chính trị. Những điều này đã khiến các nhà tài trợ quay lưng và đánh mất ủng hộ từ các nhóm cử tri định đoạt cuộc bầu cử. Taylor nhấn mạnh rằng ngay cả khi ông ấy có tiền, đó cũng không phải thông điệp mà cử tri sẽ ủng hộ. Amma Musa, phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden, Lưu ý cựu Tổng thống đã chi khoảng 1 phần 3 số tiền huy động được cho các khoản phí pháp lý. Một vấn đề nhức nhối khi Trump phải đối mặt với bốn phiên tòa hình sự và hàng chục cáo buộc. Và chiến dịch của ông Biden bày tỏ lạc quan rằng số tiền gây quỹ của họ sẽ tiếp tục tăng lên, chỉ ra họ đã thu về 10 triệu đô la Mỹ chỉ trong 24 giờ sau khi Tổng thống đọc thông điệp liên bang. Ông Biden đã tổ chức 3 buổi gây quỹ ở Texas trong tuần này và dự kiến tham dự thêm hai buổi nữa vào tuần tới. Trong đó có sự kiện ở thành phố New York cùng với các cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton. RNC hiện khó có khả năng hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ủy ban cho biết huy động được 10,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 2, kết thúc tháng với 11,3 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng. Song ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ, DNC, thu về 16,6 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 và hiện còn khoảng 26,6 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Giới quan sát cho rằng bức tranh tài chính của cả hai bên chưa hoàn chỉnh. Cả ông Trump và ông Biden đều đang huy động tiền thông qua các ủy ban gây quỹ chung và các báo cáo tài chính dự kiến được đưa ra vào giữa tháng 4. Cuối tuần qua, nhóm của ông Biden báo cáo huy động được tổng cộng 53 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 từ khắp các ủy ban ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông, nâng tổng số tiền trong tài khoản lên 155 triệu đô la Mỹ. Đây được cho là số tiền cao nhất mà một ứng viên Đảng Dân chủ huy động được ở giai đoạn tranh cử này. Báo cáo tài chính tháng 4 từ các ủy ban sẽ cung cấp thêm chi tiết về cách thức và nguồn tiền đã huy động. Các nhóm bên ngoài cũng cam kết ủng hộ ông Biden hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này tách bạch với các khoản đã báo cáo ngày 21 tháng 3. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump đang đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính liên quan tới những vụ kiện tụng gần đây. Ông Trump đang đau đầu với khoản phạt tổng cộng 464 triệu đô la Mỹ liên quan tới vụ kiện dân sự ở bang New York. Dù Trump đã nộp đơn kháng cáo Tổng trưởng lý New York Letitia James vẫn yêu cầu ông nộp phạt hoặc tìm phương án bảo lãnh cho khoản phạt này trước hạn chót 25 tháng 3. Số tiền bảo lãnh được yêu cầu bằng 120% khoản phạt, tương đương 557 triệu đô la Mỹ, cộng với 18 triệu đô la Mỹ tiền phí cho công ty đồng ý bảo lãnh. Nếu Trump không tìm được phương án bảo lãnh sau ngày 25 tháng 3, Tổng trưởng lý James có thể bắt đầu tịch thu tài sản của ông, gồm các tài khoản ngân hàng hoặc những tài sản khác như tòa tháp văn phòng Manhattan của cựu Tổng thống ở số 40 phố Wall ngoài ra cựu tổng thống đang được bảo lãnh 91 triệu đô la mỹ để kháng cáo trong vụ thua kiện nhà văn e zin caron trước đó các cuộc chiến pháp lý cũng làm cạn kiệt ngân sách bầu cử của ông năm ngoái các ủy ban hành động chính trị pac ủng hộ ông phải chi ít nhất 50 triệu đô la mỹ cho chi phí pháp lý và con số này có thể tăng lên khi ông chuẩn bị cho các phiên tòa dự kiến trong năm nay make america great again siêu pac ủng hộ trump cho biết đã huy động được 12,8 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 và đang có 25,5 triệu đô la Mỹ trong tài khoản. Safe America, một siêu PAC khác hậu thuẫn trăm, thông báo còn 4 triệu đô la Mỹ trong tài khoản vào cuối tháng 2, giảm từ hơn 6 triệu đô la Mỹ trong tháng trước đó. Đây là một trong những ủy ban mà ông Trump đã sử dụng để thanh toán các hóa đơn pháp lý của mình. Nhóm này được cho đã chi gần 5,6 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 cho các nhóm pháp lý bảo vệ Trump bất chấp thực tế chiến dịch Trump đang hụt hơi trong nỗ lực gây quỹ trước đối thủ Đảng Dân Chủ. Chủ tịch RNC Wadley lạc quan rằng tình hình sẽ cải thiện khi chiến dịch của cựu Tổng thống hợp nhất với hoạt động của RNC. Ông nhấn mạnh thỏa thuận gây quỹ chung gần đây do RNC và chiến dịch của Trump đàm phán sẽ đảm bảo đảng có các khoản tiền cần thiết để chiến thắng cuộc bầu cử. Hai nhóm của chúng tôi cho nhiều người thấy được tầm nhìn của Tổng thống Trump về nước Mỹ và chúng tôi đang làm việc để hợp nhất hoạt động hai bên. Việc sáp nhập sẽ mở rộng đáng kể năng lực và phạm vi tiếp cận của chúng tôi, ông cho hay. Trump dự kiến tổ chức một buổi gây quỹ lớn ở Florida vào đầu tháng 4. Đồng minh của ông hy vọng sự kiện sẽ giúp tăng ngân sách và tập hợp các nhà tài trợ lớn ủng hộ nỗ lực chạy đua vào nhà trắng của Trump. Một số thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng dù ông Biden dẫn trước cuộc vận động gây quỹ, số tiền này không giúp ông chiến thắng. Mọi người đều thấy ông ấy già nua và yếu đuối. Họ nghĩ ông ấy thất bại về kinh tế, nhập cư chính sách Trung Đông. Tiền bạc sẽ không thể thay đổi điều đó, Sir Michael Singleton, chiến lược gia đảng Cộng Hòa, nói. Nhớ lại cuộc đua năm 2016 giữa ông Trump và bà Hillary Clinton, chiến lược gia hai cho biết ông Trump có thể giành chiến thắng lần nữa. Ông chỉ ra tỷ lệ ủng hộ của ông Trump ở một số bang chiến trường quan trọng cao hơn Tổng thống Biden. Ông Trump đã chiến thắng vào năm 2016 mà không cần một đội ngũ chuyên nghiệp hoặc bộ máy gây quỹ. Nếu các cuộc thăm dò là chính xác, Ông ấy có thể làm như vậy lần nữa. Hay nói, song thêm rằng ông Trump và đảng Cộng hòa nên chấn an các nhà tài trợ nhiều hơn. Chiến dịch của Trump thừa nhận không thể gây quỹ bằng ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nói họ không thể theo kịp tổng tiền gây quỹ của ông Biden, một phần do người ủng hộ phe dân chủ quá giàu có. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gây quỹ bằng số tiền của ông Biden một cố vấn chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 3 thừa nhận, đề cập tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cố vấn này giải thích sự tranh lệnh một phần do Đảng Dân Chủ có những người ủng hộ tỷ phú, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận được ủng hộ từ những người dân thường và tầng lớp lao động. Trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden Amma Musa nhấn mạnh chiến dịch của ông Trump đang thiếu tiền. Chiến dịch của Tổng thống Biden thu về hơn 53 triệu đô la Mỹ trong tháng 2, trong khi khi con số của ông Trump cùng Ủy ban gây quỹ chung có được trong tháng đó là 20,3 triệu đô la Mỹ. Dữ liệu của Open Secrets cho thấy những khoản tài trợ lớn chiếm khoảng 55% trong tổng 128,5 triệu đô la Mỹ mà chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động trong cả quá trình tranh cử đến nay. 45% còn lại là những khoản đóng góp nhỏ từ những người ủng hộ. Từ về phía Trump, những khoản đóng góp lớn chiếm 64% trong tổng 96,1 triệu đô la Mỹ đã huy động thành công từ khi bắt đầu chiến dịch và 36% là những khoản đóng góp nhỏ lẻ. Ông Biden ngày 28 tháng 3 tổ chức buổi gây quỹ ở New York cùng hai người tiền nhiệm, gồm ông Barack Obama và Bill Clinton. Chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ cho biết họ đã huy động được 25 triệu đô la Mỹ nhờ sự kiện này. Chiến dịch của ông Trump dự kiến tổ chức sự kiện gây quỹ lớn vào ngày 6 tháng 4 tại bang Florida với sự tham gia của tỷ phú quản lý quỹ đầu tư John Paulson, đặt mục tiêu thu về 33 triệu đô la Mỹ. Các cố vấn của Trump ngày 28 tháng 3 cho biết nhóm chiến dịch tranh cử sẽ cùng với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, RNC, mở hàng chục văn phòng và thuê hàng trăm nhân viên trong những tuần tới để tăng cường nỗ lực vận động cho cuộc bầu cử tháng 11. Thống kê cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ luôn huy động được nhiều tiền hơn trong nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng so với ứng viên Đảng Cộng hòa kể từ năm 2004. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho nỗ lực tranh cử thành công. Ông Trump năm 2016 từng đánh bại ứng viên Dân chủ Hillary Clinton dù bà gây quỹ được nhiều tiền hơn. Ông Biden và ông Trump dự kiến có màn tái đấu vào tháng 11 để định đoạt người sẽ chèo lái nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo. Kết quả khảo sát được hãng truyền thông bảo thủ Fox News công bố ngày 27 tháng 3 cho thấy cựu tổng thống giành được 50% ủng hộ và ông Biden là 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng. Đây là cách biệt lớn nhất ông Trump giành được trước đối thủ Đảng Dân chủ trong các cuộc khảo sát toàn quốc của Fox News. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có nhiều động lực ra video hơn.